Sáng nay, Công an quận Hải Châu tổ chức đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn dịp Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Theo đó, các lực lượng là Công an quận tăng cường phối hợp với lực lượng 911 Công an thành phố, tổ tuần tra 1049 về phòng chống cướp giật và các loại tội phạm khác trên các tuyến địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, nhất là thời gian diễn ra các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội dịp Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng côn đồ gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, cướp giật, trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tổ chức tuần tra vũ trang, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu về chính trị, kinh tế, ngoại giao, phấn đấu 100% đối tượng hình sự ma túy được triệu tập, kiểm danh, cảm hóa, giáo dục và có biện pháp quản lý, theo dõi, không để xảy ra án có sử dụng vũ khí nóng. Phấn đấu 100% doanh nghiệp, tổ chức cá nhân hoạt động ngành nghề kinh doanh có điều kiện được kiểm tra, nhắc nhở, chấn chỉnh trong quá trình hoạt động. Phấn đấu không để xảy ra cháy lớn, cháy lan, kéo giảm số vụ cháy, thiệt hại về người và tài sản. Phấn đấu 100% phường được lựa chọn thí điểm thực hiện thành công mô hình công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân, tạo được sự lan tỏa về hoạt động của lực lượng công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ.